đổ biến rồi. Sao cô đánh tôi? Cô bị điên à? Có gan làm không có gan nhận à? Tôi làm gì cô? Cô nhầm tôi với ai không đấy à? Tôi làm gì cô à? Có gan làm mà không có gan nhận à? Đồ hèn. Anh biến thái giảm rỡ tôi, bây giờ còn không nhận à? Này, tôi sản xứ cô khi nào à? Cô bị điên à? Cô. Này, mày làm gì mà cứ sấn sổ người yêu tao thế? Mày thích gì? Anh muốn ơi, đòn à? Hắn ta giảm rỡ em nói còn không nhận, lại còn định đánh em đấy. Này, tôi sàm sỡ với lại dọa đánh cô khi nào à? Chính cô là người không nói lý lẽ rồi tát tôi ấy chứ. Anh nghe nó nói chưa? Anh mau bắt nó xin lỗi em đi. Thằng kia, mau xin lỗi yêu tao ngay. Tôi không làm gì sai, chẳng về gì tôi phải xin lỗi cả. Được rồi, vậy để xem mồm mày cứng hay là cái tay của tao cứng. Lần sau thì bỏ cái tính biến thái nghe chưa? Đi thôi. Vâng. Đấy, công việc ở trong nông trại chỉ có như thế thôi. Cậu nhắm xem có làm được hay không? Công việc cũng dễ mà anh. Ngày trước nhà em cũng làm nông, cho nên mấy việc này em làm quen hết rồi. Ơ, thế là nhà cũng làm nông à? Mà sao không tìm việc khác mà làm? Cứ nhảy vào làm nông làm gì? Em cũng tính đi làm công nhân, nhưng mà bây giờ thời buổi khó khăn, người ta tìm việc cũng ít anh ạ. Với lại nhà em có tí việc, cho nên phải bán mảnh ruộng đi rồi. Bây giờ thôi, cứ việc gì ta quen tay ta làm anh ạ. Thế thôi, cứ cố gắng vậy. Dần rồi mọi chuyện nó cũng ổn định thôi mà. Vâng ạ. Nóng quá đi mất, bảo anh mua cái ô tô mà đi, mãi không chịu mua. Thì em phải từ từ đã chứ. Xe ô tô là số tiền lớn, chứ có phải cân đường hộp sữa đâu mà bảo mua là mua được. Anh về khi nào đó? Đây, để anh giúp chú một tay. Có mỗi cái việc chở thôi, mà cũng đổ được. Vô dụng thật sự đấy, mau đẩy đi, hồi quá. Cô... Anh Việt, trời nóng, em khát nước lắm. Em vào nhà trước đây, anh đem đồ vào nhà cho em nhá. Em cứ vào nhà trước đi, để anh phụ cờ một chút đã. Anh vào luôn đi, để đây đồ em ám mùi hết, là em vứt đi đây. Thôi, chú làm đi, anh vào trong nhà trước đã. Nhanh lên. Biết điều thì ngậm cái mồm vào. Anh Việt này. Anh Việt. Em bảo. Anh ạ. Tìm anh à?
Chị Trúc đâu rồi anh? À, Trúc đang ở nhà. Mà em tìm Trúc có việc gì à? Không, em tìm anh. Có việc em muốn nói với anh, nhưng mà toàn bị chị Trúc cản lại thôi. Ừ, nhưng mà sao không gọi điện trực tiếp cho anh? Việc này không tiện nói qua điện thoại à? Chả là... Anh Việt ơi! Anh Bác sang chơi, đang chơi anh ở nhà kia kìa. Anh Bác đi chơi à? Chờ anh một chút, bây giờ anh về luôn. Mà thôi, có chuyện gì thì cứ gọi điện trực tiếp cho anh. Có gì đâu mà tiện với không tiện chứ. Thôi, anh về trước đây. Cô bị nghiện tát người đấy à? Một thằng biến thái như mày, tao không tát mấy lần thì mày không tỉnh ra được đúng không? Mày quên lời tao dặn rồi à? Mày định bếp xếp chuyện gì với lão Việt? Tôi cứ nói đấy thì sao à? Cô đã đi ngoại tình rồi, còn tự cho là mình đúng à? Ngoại tình á? Tao ngoại tình lúc nào? À, hay là mày sợ tao nói với lão Việt chuyện mày sàm sỡ tao, nên là mày tính bịa chuyện ra trước đúng không? Sao trên đời là có loại người vô lý như cô nhỉ? Tao nói cho mày biết nhá, biết điều khôn ngoan ấy thì ngậm cái miệng vào. Chứ nếu không, tao nói cho lão Việt biết chuyện mày sàm sỡ tao, thì lúc đấy lão sẽ tin ai nhỉ? Hay là tin một thằng làm thuê như mày? Tôi không hề sàm sỡ chị. Có sàm sỡ hay không ấy thì lúc đấy mới biết được. Chẳng lẽ lão Việt lại tin mày hơn là tin tao à? Chị không sợ tôi nói chuyện chị đi ngoài tình à? Mày có giỏi thì mày cứ nói đi. Lúc đấy tao sẽ nói ra chuyện mày sàm sỡ tao ở bến xe. Một thằng biến thái như mày thì lão Việt sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Tao nói rồi đấy, đừng có chọc điên tao lên, biết chưa? Anh Bắc. Em bảo là anh Bắc xuống mà. Về rồi. Sao lại về? Mà về khi nào? Thì người ta chờ lâu quá, người ta chẳng về. Mà anh Bắc về rồi, em còn ra gọi anh làm gì? Em không gọi anh về, để anh đứng ngoài đấy mà buôn chuyện phiếm với cái thằng làm thuê à? Trúc. Anh bớt bớt lại đi, đừng suốt ngày nói chuyện với nó nhiều quá. Nó tưởng anh quý nó, rồi nó được đằng chân lên đằng đầu đấy. Em nói vơ vẩn cái gì đấy? Cường nó thật thà, hiền lành, chăm chỉ. Có điểm nào thì chê nó đâu mà em cũng có thành kiến thế. Nhưng mà em ghét nó, mới gặp nó thôi là em đã thấy cái bản mặt gian trá, khó ưa của nó rồi. Anh nên đuổi nó đi đi, đừng để nó làm việc ở nhà mình nữa. Em cứ nói vớ vẩn. Anh bảo nói vớ vẩn đấy. Em có làm sao không? Em có biết nữa, tự nhiên em đau bụng quá. Cường, đỡ chút giúp anh. Vâng ạ. Thôi, để dịp khác nói chuyện nhá. Vâng ạ. Có em bé rồi à? Ừ đúng rồi. Thời kỳ đầu là thời kỳ nguy hiểm nên gia đình phải cẩn thận. Dạ, vâng, vâng. Chúng em sẽ cố gắng cẩn thận ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Ừ, tôi đi trước đây. Vâng ạ. Em thấy thế nào rồi? Về thôi, ở đây làm gì nữa? Từ từ đã, em ở lại nghỉ thêm đi cho khỏe hẳn đi. Mà lúc nãy anh nói chuyện gì với thằng Cường mà nói chuyện lâu thế? À, không có gì. Anh bàn với Cường về chuyện hạt giống với lại thay đổi phân bón ấy mà. Anh làm sao thế? À, không có gì. Mà từ nay anh đừng có tiếp xúc hay là lại gần nói chuyện thân thiết bằng Cường nữa. Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, anh bị chọc tức em đấy à? Thôi, em không thích thì thôi, đừng có giận như thế chứ. Bác sĩ bảo em là cần phải cẩn thận hơn nhiều đấy. Thôi, nghỉ ngơi đi.
Em này, hôm nay anh lên thành phố có chút việc, chắc là phải tối muộn anh mới về đây. Em ở nhà cẩn thận nhá. Anh lên thành phố làm gì đấy? À, anh lên thành phố mua ít hạt giống mà. Anh đi đi. Ừ, anh đi đã. Tới bây giờ mà vẫn còn ngông nghênh được à? Em cứ bình tĩnh. Làm gì phải lo xa như thế chứ. Sao mà không lo cho được chứ? Cái thằng Cường kia kìa. Em đã cố bao nhiêu lần cản nó để nó không nói chuyện được với lão Việt. Vậy mà nó vẫn cố. Chưa kể bây giờ có cái thai nữa. Bảo sao mà không lo. Em cứ làm quá. Chuyện cái thai cứ để cho thằng Việt nó đổ vỏ là xong. Còn thằng Cường bây giờ dọa nó không được thì mình phải gài bẫy nó thôi. Gài? Gài kiểu gì? Ở bên trong ấy, sáng nay Việt có nhờ đấy. Anh nhìn gì ta? Này. Bố nặng thật đấy, mày dám lấy nhẫn của tao à? Thằng chó này, mày dám vào nhà này để ăn trộm đồ đấy à? Tao người nói cái gì vậy? Tôi trộm cái gì chứ? Nhẫn nào? Tang chứng vật chứng ở đây rồi. Mày còn chối được không? Tôi không biết tại sao cái nhẫn là ở trong này. Tôi không hề biết gì hết. Tôi không lấy. Mày không lấy? Chẳng nhẽ cái nhẫn nó lại có chân nó chạy đi à? Tôi hiểu rồi. Là cô cố tình gài bẫy tôi đúng không? Thì sao? Tao gài bẫy mày đấy. Thì sao nào? Ai bảo tao đuổi mày, mày không chịu đi cơ? Cô! Thôi, mày đừng chối cãi nữa. Bây giờ mày chối cãi thì không ai tin đâu. Bây giờ mày sẽ nghỉ việc đi. Sau đấy, cút khỏi cái làng này. Còn nữa, mày không được nói gì với thằng Việt cả. Không là tao sẽ đưa mày lên công an đấy. Tao đã quay lại bằng chứng rồi. Mày cứ liệu có hồn đấy. Đúng rồi đấy. Bằng chứng có rõ ràng rồi. Mày không chối cãi được đâu. Tội của mày đi tù một công đấy. Chính hai người cố tình gài bẫy tôi để đuổi tôi đi khỏi đây. Để tôi không nói chuyện cho anh Việt biết là hai người ngoại tình đúng không? Thì sao? Ai bảo tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi mà mày ngu lắm không? Mà thôi, mày không cần phải nói đâu. Tại vì mày có nói ra chuyện tao và Trúc ngoại tình thì cũng không ai tin cái thằng ăn trộm của mày đâu. Tôi tin. Nhưng có chắc là Trúc ngoại tình hay không? Chắc chắn ạ. Hôm ở ngoài bến xe em thấy hai người họ có nhau là người yêu mà. Còn cầm tay nhau tình tứ lắm. Chắc là không phải đâu. Chú nhìn nhầm người đấy. Nếu như mà chị Trúc không có gì mà ám ấy, thì tại sao lần nào em đến tìm anh chị ấy đều tìm cách ngăn cản chứ à? Nếu mà anh không tin ấy, thì hay là mình thử đi. Thử bằng cách nào? Ở đây em là người duy nhất biết chị Trúc ngoại tình. Nếu như mà chị ấy có tật giật mình ấy, thì chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ cách để mà hại em, không cho em nói chuyện với anh. Còn nếu như mà chị ấy không có gì mà ám ấy, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh Việt, anh thấy rồi chưa?
Em không hề bị chuyện và em cũng không hề nhìn nhầm. Việt, em nghe anh giải thích đã. Cũng nghe này. Tôi nói cho anh biết, tôi đã nghe đủ rồi. Anh là anh họ tôi mà lại dám ngoại tình với vợ tôi à? Anh không biết ứng dụng à? Anh Việt, không phải như thế đâu. Hắn ta vì bị em bắt quả tang ăn trộm đồ của em nên là vu vạ cho em đấy. Tôi đã nghe hết tất cả mọi người nói rồi. Còn cái nữa, nếu hôm nay tôi không vòng về thì không biết cái cặp sừng trên đầu tôi dài bao nhiêu nữa đấy. Anh Việt, mọi chuyện không phải như thế đâu. Em đang mang thai con của anh, làm sao mà ngoại tình được chứ? Đúng, chú đừng có nghi ngờ lung tung. Vừa rồi chỉ là anh với Trúc đang hùa theo thằng Cường thôi. Sao chú có thể không tin người nhà mà lại tin một thằng ăn trộm như này chứ? Anh im mồm lại đi. Tất cả mọi chuyện tôi đã được chứng kiến hết rồi. Anh còn nói năng vớ vẩn cái gì nữa? Còn cô bảo đang mang thai con của tôi. Được, nếu mà là con của tôi ấy, đi xét nghiệm. Nếu mà không phải con của tôi, lúc đấy cô đừng trách tôi đấy. Còn bây giờ, không có gì để nói. Hai người cút ra khỏi nhà tôi. Anh Việt. Cút. Ông chủ vất vả quá nhờ. Cường, hôm nay rồng lại đến nhà tôi mới này. Rồng cái gì chứ, anh lại cứ chọc em thôi. Mà chú không ở nhà lo coi kho gạo đi, sang đây làm gì? Thì lâu không gặp, qua rủ anh làm vài chén. Nhân tiện em mở cái kho gạo mới, có được không? Được, mà chú cũng lạ. Mở được cái kho gạo lớn như thế, mấy tháng trời rồi không làm được nổi mâm cơm mời anh sang. Thì em cũng lu bu công việc quá, nên là hôm nay mới qua đây với anh đây. Với lại em cũng phải cảm ơn anh. Nếu mà không có anh, không biết em xoay sở kiểu gì nữa. Ơn với Huệ cái gì? Nông trại của anh đây cũng một tay chú xây lên, có qua có lại thôi. Giờ làng này ai làm lại anh nữa? Vừa trồng trọt vừa chăn nuôi mà lại còn cứ phải làm lớn mới chịu cơ. Chú cứ giỏi chọc anh. Thế nào, có về nhà làm vài chén không? Nhanh lên còn kịp đấy.